Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 10. Học trò mới, hiếu học. Đến năm 15 tuổi, Hòa Thượng mới bắt đầu đi học tại một tư gia và Ngài phấn tấn học hỏi không ngừng. Bởi muốn học nhiều thêm một chút, Ngài thường ăn qua loa vài miếng cho qua bữa. Sau đó, Ngài khai thông nhờ nắm được cốt yếu của sự học, nên chỉ học có 2 năm rưỡi mà đã tinh thông tứ thư, ngũ kinh, y học cũng như bói toán, chiêm tinh. Hòa Thượng kể, mới nhập học, trước khó sau dễ. Lúc ấu thơ, tôi bị thất học, không thọ được sự giáo dục. Mãi đến năm 15 tuổi mới bắt đầu vào học tại một tư gia. Mùng 10 tháng 3, nhập học đến ngày 13 tháng 8 là bãi trường, học được khoảng nửa năm. Vào mùa đông người Nhật đến, nên lại càng không được đi học. Năm 16 tuổi, tôi chỉ học được 1 năm. Năm 17 tuổi, tôi lại học thêm 1 năm nữa. Cho nên thời gian tôi đi học gom lại tất cả là 2 năm rưỡi. Muốn cho tụi nhỏ học hành đàng hoàng thì rất khó khăn, nhưng muốn chúng học những cái xấu thì thật dễ dàng. Thậm chí không cần thầy dạy, chúng nó cũng tự biết. Giống như lúc còn nhỏ, tôi thấy người ta đánh bài, tôi tới đó xem. Không đầy 5 phút là tôi nhớ hết. Trở về nhà, tôi tự chế ra một bộ bài giống vậy và còn làm rất đẹp. Khi mới bắt đầu đi học, tôi học rất dở, ngu không thể tưởng. Đọc qua 1 lần không nhớ, đọc qua 2 lần cũng không nhớ luôn. Còn tôi học thuộc được Bát Gia Tánh, bởi trong nhà vẫn thường nghe mẹ tôi đọc, cho nên tôi nghe qua 1 lần là nhớ nằm lòng và nhớ rất rõ. Vào thời đó, đi học là phải học thuộc lòng. Khi tôi đem tập đưa cho thầy, xong quay lưng lại trả bài, rồi thì sao? Một chữ cũng nghĩ không ra, ngay cả chữ nhân tức người tôi cũng không nhớ ra được. Thật quái lạ, tại sao tôi lại quên như vậy? Tự tôi cũng thấy rất lạ kỳ, trải qua nhiều ngày đều là như vậy. Tôi lại nghĩ, không biết gì, lý do gì đây? Ở trên kháng, rõ ràng mình đã học thuộc rồi mà, sao chỉ trong chốc lát lại đều quên hết trơn vậy? Có phải tại mình đã không lạy các bậc thánh nhân chăng? Lúc chưa đi học, tôi sớm đã lạy thánh nhân nhiều lạy lắm rồi. Khi nhập học, tôi lại tiếp tục đảnh lễ các ngài nữa. Vậy cái lý do này không đúng rồi. Sau khi nghiên cứu, tôi mới biết nguyên nhân là vì sợ sệt. Tôi sợ cái ống vố của ông thầy đó, vì nếu đọc sai, ông sẽ gõ ống vố lên đầu tôi. Tâm hoảng sợ khiến những gì học thuộc đều quên mất hết. Vì nôm nốt nghĩ, liệu thầy có gõ ống vố lên đầu mình chăng? Khi hiểu ra điều này, sao tôi không còn sợ hãi nữa? Muốn gõ thì cứ gõ đi, sợ cái gì? Từ đó trở đi, tôi chuyên tâm học bài trên kháng, rồi trả bài cho thầy thuộc Lào không sót chữ nào. Lúc mới đi học, tôi lại học dở, sao tìm ra bí quyết của việc học, rồi nên học rất khá. Tôi không những học thuộc rất nhanh, mà còn nhớ hoài không quên. Khi học đến cuốn Đại học thì học rất mau. Bài tôi học 1 ngày mà người khác học 20 ngày cũng không xong. Tại sao thế? Vì tôi biết bí quyết của việc học: nhất tâm bất loạn, chuyên tâm học hành, không nghĩ tưởng đến chuyện khác, không nghĩ tới ăn, không nghĩ tới uống, cũng không nghĩ đến mặc đồ gì đẹp, ở chỗ nào tốt, cái gì cũng không nghĩ đến. Tôi học bài chuyên nhất đến độ nào? Tôi nói cho các vị nghe là các vị có đến bên tôi bày trò đánh trống, thổi kèn, thổi tiêu, thổi sáo hoặc đánh chuông trống gì đi nữa, tôi đều không nghe thấy. Dũng là nghe thấy đó, nhưng tâm tôi không chạy theo âm thanh mà quản thúc được cái tâm. Lúc mới đi học, tôi đọc bài qua cả 30 lần vẫn không nhớ. Sau khi biết được pháp môn chuyên nhất tâm, quản thúc được tâm này rồi, tôi đọc qua 1 lần lại có thể nhớ đến hơn phân nữa. Đọc qua 2 lần là hoàn toàn nhớ hết bài học đó. Nếu đọc qua 3 lần thì sẽ không bao giờ quên. Lúc đó thầy tôi là một vị Đỗ Tú Tài đời nhà Thanh, đã ngoài 70 tuổi và dạy học hơn 50 năm. Tôi theo học ông. Ông nói, ôi, nếu thầy sớm gặp được đứa học trò như con thì hay biết mấy. Có thể nói chúng ta không có duyên, nhưng cũng có thể nói chúng ta cũng có duyên. Nói có duyên là sao?
Bây giờ chúng ta gặp nhau, còn học với thầy, đây tức là có duyên. Nói không có duyên thì sao? Nếu thầy trò ta thật có duyên với nhau, con đã sớm gặp thầy rồi. Nếu thầy sớm gặp được một học trò giỏi xuất sắc như con đây, thì thầy vui biết bao. Lúc bấy giờ thầy giáo đã từng tán thán tôi như vậy. Thấy tướng con không thông minh chút nào, nhưng lại có trí nhớ dai, con thực không khác gì Nhan Hồi. Tôi nghe được những lời khen như vậy, bèn sanh tâm cống cao. Tôi nói, con như vậy mà có thể so với Nhan Hồi à? Hơn nữa, con không muốn bị với Nhan Hồi. Vì sao? Vì Nhan Hồi thông minh quá mức nên biến thành một quỷ đoản mạng. Nếu là vậy, con có thể nào cũng giống như Nhan Hồi là chết trẻ hay không? Sau đó tôi đặt cho mình một biệt danh là Như Ngu Tử. Đây cũng là một cái tên cống cao. Thực ra thọ mạng dài hay ngắn vốn có gì phân biệt. Nếu các vị sợ mạng ngắn thì chấp vào tướng thọ giả, còn nếu thích mạng dài tức càng chấp vào tướng thọ giả. Cho nên tôi không muốn học theo cái yểu mạng của Nhan Hồi và cũng chẳng muốn sống dài như Bành Tổ. Nhiều chuyện nghịch ngợm trong lớp. Tôi rất thích môn đối liễn. Cả lớp có hơn 30 bạn học. Khi lên lớp đối liễn thì có khoảng 25 bạn tìm tôi làm bài giùm. Các vị nghĩ tôi phải làm sao? Tôi bèn bắt chước theo nét chữ của chúng bạn rồi giúp họ làm câu đối. Nói tóm lại, tôi phải bày biện ra cách giúp họ nộp bài. Tôi nhớ có một lần thầy ra đề câu đối là Hồng Nhạn không trung quá. Tôi viết giùm bạn câu Mi Lộc Sơn Nội Du. Ông thầy nhìn rồi hỏi anh bạn này rằng có phải con làm câu đối này không? Bạn nói dạ phải. Thầy hỏi con có thể nghĩ ra một câu hay như vậy à? Nhưng nét chữ này lại không giống của con. Vậy là sao hả? Nhớ lại chuyện lúc mình còn nhỏ, thật bắt tức cười. Lúc học tại Tư Gia, tôi cũng rất nghịch ngợm, không biết là đã đùa giỡn qua bao nhiêu trò. Tôi có một bạn học đã học được 12 năm, trong khi tôi chỉ học được có nửa năm. Anh chàng này làm trưởng lớp hay là chủ tịch của học sinh vậy? Nếu thầy không có ở trường thì anh thay thế thầy để trả bài cho các bạn học. Những lúc thầy vắng mặt, đa số các bạn học đều không lo học bài, nên đến lúc trả bài thì không ai thuộc hết. Vì thế, nhiều bạn bị anh ta phạt quỳ gối trước bài vị của Đức Khổng Tử. Tôi thấy các bạn bị phạt đó, trong lòng rất bất bình, bởi vì tôi là phó chủ tịch. Tôi nói, bây giờ các bạn hãy đứng lên không phải quỳ ở đó nữa để coi anh ta làm sao. Các bạn học thấy có người ủng hộ họ nên đều đứng lên không quỳ nữa. Anh trưởng lớp tức quá, nhìn tôi trân trân nhưng vẫn không làm gì được tôi. Tôi còn hăm anh chàng rằng, sau này bạn ráng mà coi chừng, có ngày tôi sẽ báo thù cho các bạn đấy. Chưa đầy 2 tháng sau, tuy rằng anh ấy đã học 12 năm nhưng tôi lại học giỏi hơn anh ta, thành ra tôi làm trưởng lớp. Khi thầy đi vắng, tôi thay mặt thầy coi lớp dò bài cho các bạn. Người đầu tiên tôi gọi lên trả bài là anh ấy, nhưng anh ta không thuộc bài. Tôi nói, bạn tới chỗ ngài Khổng Tử đó quỳ đi. Anh ấy lườm tôi, nhưng cũng không dám không quỳ. Tôi nói với các bạn học khác rằng, bây giờ các bạn có thể trả bài được chưa? Các bạn nói, được rồi. Có bạn nói, chưa được. Tôi nói, các bạn hãy đứng ở đó mà học, khi nào thuộc thì khi ấy hãy lên trả bài. Rốt cuộc là chỉ có một mình anh ta quỳ ở đấy, còn các bạn khác đều đứng mà học bài, khiến chàng ta tức chết được. Ha ha ha, 问什么的说